Kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Ngày hôm nay đến với nhà vườn chị Hương đoạn giao lưu khoa 2 với Mỹ nha bà con. Dáng cây rất là đẹp, to lắc quái, siêu nghệ thuật luôn nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Chào chị Hương. Dạ em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem giúp ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Thì hôm nay em có giao lưu với cô chú anh chị mình một số pho hoa giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cây mã số 1 là cây đầu tiên ha. Cây đầu tiên thì cây này bự nha cô chú anh chị, bự mà dáng chực nữa. Cây mã số 1 nó có hoành cổ là 38, sổ đế là 58. Cây này cô chú anh chị cứ quan sát kỹ ha, tại con này nó bự, nó đẹp mà nó lại đặc mình đó nha cô chú. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu mốt cho mã số 1 nha. Hoành cổ 38, 1 triệu mốt ạ. Tiếp theo thì em lên cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Cây mã số 2 thì cây này nó có hoành cổ là 24 chứ, hoành cổ là 24. Sổ đế của con này thì 40 ạ. Con này thì em giao lưu với cô chú anh chị con dễ thương như thế này ha, là 270 ạ. 270 bao ship cho mã số 2 nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 3 nha. Mã số 3 thì con này quái gục đầu luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 3, con này thì có hoành cổ là 23, sổ đế là 70 nha. Con gục đầu như thế này có 250 nha cô chú anh chị. Giá dễ mua luôn nè, 250 cho mã số 3. Tiếp theo lên mã số 4 nha. Mã số 4 nha cô chú anh chị, con này là con rất là đặc luôn. Mã số 4 thì nó có hoành cổ là 35, sổ đế là 55 ạ. Con này thì em giao lưu là 380.000. 380.000 cho mã số 4. Tiếp theo em lên cây mã số 5 ha. Cây mã số 5 thì cây một rải lắc mình nha. Cây này cực đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tuy là nó không có to nhưng mà mình thấy nó đẹp, rất là đẹp á. Cây này thì có hoành cổ là 25, sổ đấy là 50. Cây mã số 5 thì em giao lưu là 250 ạ. 250 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 6. Mã số 6 thì cây này nó có hoành cổ là 33, sổ đấy là 47 ạ. Một con như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250 ạ. Con này cũng dễ thương quá nè. 250. Tiếp theo em lên cây này to nha cô chú anh chị. Cây này thì cây mã số 7. Mã số 7 thì con này có hoành cổ là 35, sổ đế là 65. Một con to bự lực luôn ha cô chú. Con này thì em giao lưu là 750 ạ. 750 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây một rễ nha cô chú anh chị. Mã số 8. Một rễ mã số 8 thì cây này nó có bị dập chỗ này nè, nên em sẽ bán rẻ với cô chú anh chị mình luôn. Mã số 8 thì nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 60. Cây này em giao lưu là 260.000 ạ. 260.000 cho cây một rễ. Tiếp theo thì em lên cây mã số 9. Mã số 9 thì cây này có hoành cổ là 34, sổ đế là 50 ạ. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 9 là 400 ạ. 400 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 10 nha cô chú anh chị. Mã số 10 thì cây này nó có hoành cổ là 34, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 360.000. 360.000 cho mã số 10. Tiếp theo em lên mã số 11 nha cô chú anh chị. Mã số 11 thì cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 48. Thì mã số 11 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 ạ. 350 cho con này. Tiếp theo em lên mã số 12. Mã số 12 thì cây này có hoành cổ là 28, sổ đế là 57. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000. Mã số 12 là 220 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 13. Mã số 13 nha cô chú anh chị. Mã số 13 thì con này có hoành cổ là 25, sổ đế là 55. Cây này thì em giao lưu là 230.000. Một cây dễ thương ha. 230.000 cho mã số 13. Tiếp theo lên mã số 14. Số 14 là cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Một rễ một cục dáng chực luôn. Mã số 14 thì nó có hoành cổ là 33, sổ đế là 54. Tổng cao của cây này là 85 nha cô chú anh chị. Cây cực đẹp luôn nha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ạ. 500 cho con này nha cô chú anh chị. Bự mà đẹp nữa. 500 cho mã số 14. Tiếp theo lên mã số là 15. 15 thì cây này cây quái nha. Mã số 15 thì con này nó có hoành cổ là 31, sổ đấy là 65. Cây này thì em giao lưu là 240.000. 240.000 cho mã số 15 nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 16.
Mà số 16 thì con này cũng một rễ nè cô chú. Mà số 16 thì nó có hoành cổ là 27, sổ đế là 60. Một con một rễ này cũng to đẹp quá nè. Con này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480. 480 cho con này ha. To bự đẹp nữa. Tiếp theo em lên mã số 17 ạ. Mã số 17 thì cây này nó có hoành cổ là 25, sổ đế là 55. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230.000. Mã số 17 là 230.000 nha cô chú. Tiếp theo lên mã số 18. Mã số 18 thì con này to lực nữa nè. Mã số 18 thì cây này nó có hoành cổ là 33, sổ đế là 56. Một cây to lực bự luôn. Em giao lưu với cô chú anh chị mình con này là 280 nha cô chú. Tiếp theo em lên cây một rễ nhỏ xinh ha. Cây mã số này là mã số 19. Cây này có hoành cổ là 24, sổ đế là 50. Một rễ nhỏ xinh như thế này tán thì chồng quay à. Em giao lưu là 240.000 nha cô chú anh chị. 240.000 cho mã số 19. Tiếp theo em lên mã số 20. Mã số 20 thì cây này nó có hoành cổ là 32 nha cô chú. Mã số 20 có hoành cổ là 32, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình con này là 260.000 nha. Con này đẹp nha cô chú anh chị. 260 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 21. Mã số 21 thì cây này nó có hoành cổ cực kỳ to luôn. Hoành cổ của con này thì tới 37 ạ. Sổ đế là 60. Cây mã số 21, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 470.000. 470 con này đẹp hơn cô chú. 470 bao ship. Tiếp theo em lên cây này mã số 22. Mã số 22 cây này tập ghép ạ. Cây này thì có hoành cổ là 27, sổ đế là 45 ạ. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200 bao ship. Tiếp theo thì em lên mã số 23 nha cô chú anh chị. Mã số 23 thì cái này nó có hoành cổ là 34, sổ đế là 55. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mã số 23 là 360 cho con này. Tiếp theo em lên mã số là 24. Mã số 24 con này to bự đẹp nè. Con này có hoành cổ là 31, sổ đế là 57. Con này thì em giao lưu là 370 cho một cây. Dáng thế đẹp đó cô chú. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số là 25. Mã số 25 thì cây này nó có hoành cổ là 32, sổ đế là 50 ạ. Ôi cây này cũng sắn mình rất là đẹp luôn. Cây này 380 cô chú anh chị. 380 bao ship cho mã số 25, cây này cực đẹp nữa. Tiếp theo em lên mã số 26. Mã số 26 thì cây này thuộc về dạng quái nha cô chú anh chị. Mã số 26 nó có hoành cổ là 29, sổ đế là 65, một cây dạng quái nha. Cây này thì em giao lưu là 550 ạ. 550 bao ship cho cây mã số 26, cây quái tàn bay. Tiếp theo em lên cây này có gốc cao nha cô chú. Cây này mã số 27 nó có hoành cổ là 32, sổ đế là 50, tổng cao thì 1 mét ha. À, cây này nó như thế này cũng được nha. Cô chú anh chị thích để sao mình để ha. Cây này thì 380 luôn. 380 giá rẻ gời luôn cô chú. 380 cho mã số 27. Tiếp theo em lên mã số 28. Mã số 28 thì cây này nó có hoành cổ là 26, sổ đế là 45 nha cô chú anh chị. Con này thì cũng quái ha. Cây này thì 200 mà. 200 giá dễ mua dễ ghép luôn nha cô chú anh chị. Thấy được cây nào thì ủng hộ sắp hơn đòi em ha. Mã số 28 là 200 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 29. Mã số 29 là con bonsai nè. Cây này thì có hoành cổ là 30, sổ đế của cây này thì là 45. Con bonsai như thế này 220 thôi cô chú ơi. 220 cho mình mua giờ mình dễ ghép mình để lên chậu, để trên ban công ha. Tiếp theo thì em lên cây này là cây mã số 30. Cây này mã số 30 có hoành cổ là 27, sổ đế là 50 nha cô chú anh chị. Mã số 30 thì cây này em giao lưu là 240.000. 240.000 bao ship ạ. Tiếp theo em lên một cây bonsai nha cô chú anh chị. Bonsai đế đặc luôn. Nó lên màu da chuẩn lắm rồi đó cô chú. Cây này thì mã số 31 nha. Mã số 31 thì cây này có hoành cổ là 37, sổ đế là 50. Một cây bonsai hết cô chú anh chị. Cái mình nó thì đặc quẹo thôi cô chú. Cái này thì 700 bao ship luôn ạ.
Tiếp theo thì em lên cây này là cây mã số 32. Mã số 32 thì có hoành cổ là 32, sổ đấy là 58 ạ. Cây mã số 32 thì cây này to bự lực mà có 300 ngàn nha cô chú anh chị. 300 ngàn cho mã số 32. Tiếp theo em lên mã số 33. Mã số 33 cây này to lắm nè. Mã số 33 thì nó có hoành cổ là 34, sổ đấy là 63. Cây này em giao lưu là 460 ngàn cho mã số 33 nha cô chú anh chị. Mã số 33 là 460, cây rất là bự. Bao ship luôn ạ. Tiếp theo em lên mã số là 34 nha cô chú anh chị. Con mã số 34 này là con rất là đặc biệt luôn ha. Cô chú anh chị thấy chi tay của nó là lên quá trời khỏe luôn. Nên nó đặc biệt trong clip nha. Mã số 34 có hoành cổ là 34, sổ đấy là 55. Do cái chỗ này nè, nó bị chày hồi đó các em có thay cây màu đen này ha. Em để cho nó khỏe em mới giao lưu nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 nha. 350 nha. Mà quên nữa, trước khi em rỡ là em sẽ cắt mấy cái cành này hết nha cô chú anh chị. Em chỉ để lên cho cô chú anh chị mình biết là cái cây sống khỏe rồi nha. Em sẽ cắt cành khi rỡ. Cây này thì 350 bao ship. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Dạ, cây này là cây của clip và em xin chào. Rồi, em cảm ơn chị Hương. Mình chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp luôn ạ. À.